bạn trở lại với trang công nghệ của TLD. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 thương hiệu và 4 mẫu máy được ước mơ nhất vào trong giây phút business list, đó là chúng ta làm văn phòng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu 4 thương hiệu là gì? Đầu tiên đó là chiếc ThinkPad, thứ hai đó là chiếc MacBook và thứ ba đó là chiếc XPS và một chiếc HP Spectre phiên bản 2018. Tất cả những chiếc máy này đều đáp ứng được cho bạn những cái tiêu chí sau. Thứ nhất đó là mỏng nhẹ, thứ hai hiệu năng cao, thứ ba RAM trên 8GB và thứ tư thời lượng pin dùng rất tốt và thứ năm giá rất là đắt. Chính vì thế là chúng ta sở hữu những dòng máy này thì các bạn phải cân nhắc, bởi vì thực tế tầm tiền của nó rất cao nhưng nhiệm vụ chủ yếu của nó chỉ đó là làm gì? Đó là làm văn phòng, chơi game online nhẹ nhàng và làm những phần mềm đồ họa tầm trung. Nó sẽ không có chuyện là đáp ứng cho các bạn là chơi những tựa game chuyên nghiệp hay là những cái phần mềm mà yêu cầu sự xử lý khắt khe nhất. Và bây giờ hãy cùng mình đánh giá từng dòng sản phẩm và những điểm mạnh, điểm yếu của nó là gì. Mời các bạn đón xem. Thưa các bạn, là 4 sản phẩm trên bàn tương đương một chiếc SH chúng ta đang đi. Đây đều là những sản phẩm đẳng cấp nhất của 4 thương hiệu: MacBook, ThinkPad, HP và Dell. Và tất cả những sản phẩm này đều thuộc phân khúc cao cấp và lớp vỏ của nó làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm khách CMC. Và đây đều là loại những cái nhôm bền nhất và có độ cứng khá cao. Các bạn thấy đây là chiếc XPS đây. XPS phiên bản mới thì nó khá là trọng lượng của nó chỉ hơn 1 kg. Màn hình 13,3 inch Infinity. Và nó trang bị ở đây gồm cổng phone và chỉ có tunable hoặc cổng sạc như này. Đây là sạc này. Chúng ta sạc vào đây. Và bên này thì chỉ có cổng USB 3.1 này và thêm đường cầu SD. Đây, bật nguồn chúng ta bật đây các bạn nhé. Và chiếc máy này thì nó thiết kế là như thế này. Việc mở chiếc máy này ra thì mình không thích cái nhược điểm này lắm, mình mở ra khá là khó. Và chiếc này X360 nó có thể gặp được như này. Và toàn bộ mặt tì tay của nó bên trên đều bằng vật liệu sợi carbon trên các phiên bản từ 9350, 9360, 9370 mới nhất bây giờ. Vật liệu sợi carbon giúp cho máy khá là sang trọng và có bằng một vân tay ở góc này. Và chiếc máy này có được trang bị WinHero các bạn nhé, nhận diện bằng khuôn mặt. MacBook thì các bạn quá quen thuộc với dòng sản phẩm này rồi. Với trọng lượng máy chỉ 1,37 kg. Màn hình bây giờ phiên bản 2018 được trang bị màn hình chi tông rất sáng. Và độ phân giải của nó là 2K. Còn trên các phiên bản XPS này vừa nãy mình chưa giới thiệu nó là 3K các bạn nhé. MacBook thì cái ưu điểm của nó đó là cái cổng sạc đời mới, cổng sạc và tunable. Và đây là hai cổng Type-C này, hai cổng tunable ở bên này. Có khả năng kết nối ra dữ liệu bên ngoài. Hai cái màn hình 5K thoải mái luôn. Và toàn bộ lớp vỏ đều bằng hợp kim nhôm. Đây là phiên bản trang bị thành tớp 3 2018. Và đặc điểm chung của dòng này đó là vân tay ở đây, thanh tớp 3 như này, màn hình 2K 13,3 inch, bàn phím thế hệ cánh bướm 3 và tút bát rộng. Riêng về cái tung chuột của Apple thì mình khẳng định đây là một thiết bị mà có cái cảm ứng chuột nhạy nhất và dùng sướng nhất thế giới hiện nay. Sản phẩm này thì thường chúng ta mua cũ nó sẽ có giá bán từ 30 đến 60 triệu đồng, từ mới đến cũ, rất nhiều cấu hình, không hề rẻ. Và đây là chiếc HP Spectre, một cái logo tuyệt vời khá là trừu tượng của HP. Trên các dòng sản phẩm cao cấp của họ thì đều có logo như này. Và toàn bộ lớp vỏ cũng bằng hợp kim nhôm. Đây, đẹp không các bạn? Và đặc biệt phiên bản này thì vẫn còn trang bị cổng USB, khá là tiện dụng cho các bạn làm văn phòng. Hai phiên bản này thì lược bỏ USB luôn. Phím bật nguồn ở đây, phone, đầu thẻ. Và thiết kế bản lề trục để mở cái chiếc máy này ra rất là đơn giản. Và cũng là X360 như thế này. Toàn bộ vỏ bằng hợp kim nhôm hết. Loa trên chiếc máy này được trang bị 3 onsen, rất là hay. Màn hình con này 2K các bạn nhé. Và đây là một sản phẩm cực kỳ kén người dùng và cực kỳ khó tính, đó là chiếc X1 Yoga. Hiện nay thì nó có X1 thế hệ 2018 có giá bán từ 40 đến 60 triệu đồng. Còn những sản phẩm Yoga như này nếu như ở thời buổi đầu tiên ra mắt của nó thì nó sẽ có giá bán tương đối cao, khoảng 50 triệu. Còn một chiếc máy cũ như này để xách kiểu dạng như xách về tại thị trường Việt Nam thì chúng ta phải bỏ ra 25 củ để sở hữu chiếc máy này. Nó có thiết kế bằng bên ngoài khá là thô. Thô cho người không hiểu biết về máy, còn đẹp cho người hiểu về chiếc máy này. Nó giống như một chiếc điện thoại Ventu các bạn nhìn, nó chỉ là một cục gạch nhưng mà nó là giáp vàng và rất nhiều cái công nghệ trên đó. Kể cả lớp vỏ của nó đều là loại tốt nhất. Và chiếc máy này có trang bị hẳn tunable, USB, cổng sạc, USB. Tiện cái là những cái dòng ThinkPad nó không lược đi nhiều, vẫn còn đầy đủ các cổng. Và bên này có hẳn HDMI để chúng ta ra máy chiếu bên ngoài. Có khe cắm SIM, có bút luôn các bạn nhé, bút ở đây này. Đó. cảm ứng mà, màn hình con này cảm ứng 2K. Và đây là phím bật nguồn này. Mặt trước của nó thì như này. Riêng phím của ThinkPad thì không bao giờ phải hỏi bố cháu là ai. Khi chúng ta gập xuống này thì phím nó tự động chìm xuống. Đây là thiết kế rất thông minh của các dòng ThinkPad. Mình mở ra nhé. Đấy các bạn thấy không, nó nhô lên. Ok. Bây giờ bật mấy cái màn hình lên cho anh. Đây các bạn có thể thấy là mình đang so sánh giữa hai cái màn hình này. Nếu chúng ta nhìn vẻ vào màn hình đây thì có vẻ chiếc màu của chiếc XPS có, anh em nhìn thấy không? Hay là mắt mình nhìn vậy nhỉ? Nhưng mà mình nhìn trên chiếc XPS thì có vẻ nó đậm hơn, bởi vì nó trang bị tấm nền ngon hơn này anh em. Trên XPS thì nó dùng của LG Philips. Đây các bạn này, 2K với 4K để chúng ta so sánh. Thực ra là nó nhìn qua camera thì cũng là 19/10, nhưng mà nếu mà tính về cái điểm số thì chắc chắn trên chiếc XPS màn hình 4K nó sẽ vượt trội hơn nữa, bởi vì công nghệ của nó tiên tiến hơn. Ở trên chiếc màn hình 4K nó sẽ sáng hơn. Ở đây mình đang test một chiếc MacBook và một chiếc HP. Thì có vẻ như chiếc màn 120 Hz của HP với độ phân giải Full HD độ sáng kém hơn. Nhưng mà màu hiển thị khá sâu. Chiếc MacBook được trang bị màn 2K. Và với màn hình chi tông thì nó khá đẹp. Những chiếc máy này, điểm mạnh của nó là gì thì mình phân tích một chút theo cái sự hiểu biết của mình. Nếu như các fan của ThinkPad, các bạn hâm mộ nó có những điểm mạnh gì? Thứ nhất đó là khả năng nhập liệu bàn phím của những dòng ThinkPad này thì mình phải nói là đẳng cấp thế giới rồi. Một sự hoạt động bền bỉ với những cái tính năng mà những chiếc máy thông thường không thể có được. Bàn phím của nó dùng sướng, hiệu năng cao, pin dùng rất là ok, và đặc biệt bảo mật phần cứng khá là tốt. Những cái thiết kế ThinkPad vẻ bề ngoài thì mình nói thẳng là những bạn mà sở hữu những dòng máy này thì phải có sự hiểu biết nhất định, phải có cái gì đó đam mê. Bởi vì nếu chúng ta không biết thì nhìn chiếc máy này thì nhiều người nhận xét nó là cái thiết kế nó khá là kiểu dạng như là cổ điển và nó không hiện đại. Nhưng thưa các bạn, nếu chúng ta hiểu về nó thì đây là một sản phẩm cực kỳ đẳng cấp. Và đặc biệt tầng lớp doanh nhân mà những cái tầng lớp mà đã dùng máy tính lâu đời, họ rất thích cái thương hiệu ThinkPad này. Hiện nay trên thị trường thì nó sẽ có các dòng ThinkPad từ dòng X, dòng T. Hiện nay như hôm vừa rồi các bạn biết là một chiếc X1 Carbon mà mình đã bán ra, giá bán của nó lên đến gần 50 triệu đồng. Nếu không phải các bạn có điều kiện về kinh tế thì chắc chắn chúng ta sẽ không hề sở hữu, bởi vì cái cấu hình của nó hoàn toàn chỉ là pixelit và nó không hề mạnh. Như điểm mạnh của nó ở đây đó là thương hiệu, điểm mạnh ở đây đó là bền và thời lượng pin dùng là rất là tốt. Còn chiếc thứ hai mình muốn nói đến đó là chiếc MacBook. Nếu như các bạn đã sở hữu các thiết bị ví dụ iPhone, iPad hay một chiếc điện thoại di động thì chúng ta rất thích cái thương hiệu này. MacBook thì có vẻ bề ngoài thiết kế thì chắc chắn là không lẫn vào đâu rồi, rất là sang trọng. Với những chi tiết của những chiếc máy này rất tinh xảo, chắc có lẽ là trên thế giới này không ai bảo chiếc máy này là xấu. Điểm mạnh của MacBook đó là bảo mật phần cứng với hệ điều hành tối ưu khá tốt, màn hình đẹp, âm thanh khá là hay. Nhược điểm của nó đó là cái hệ sinh thái phần mềm thì nó hơi hẹp hơn một chút so với hệ điều hành Windows. Bởi vì chúng ta dùng thì những cái thiết bị của Apple thì nó chỉ tương thích với Apple thôi. Ví dụ các bạn có một chiếc MacBook này thì các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ tài khoản và những thông tin dữ liệu qua một chiếc điện thoại iPhone, một chiếc iPad hay thậm chí là một chiếc Mac Mini hay một chiếc iMac nếu các bạn có ở nhà. Nói chung chơi cả một bộ này thì đòi hỏi tài chính của chúng ta rất là cao. Điểm mạnh của Apple thì cấu hình không hề mạnh, MacBook cấu hình nó không hề mạnh nhưng mà cái sự ổn định. Và nếu chúng ta dùng những cái phần mềm đặc biệt cho các bạn lập trình viên cũng như các bạn làm văn phòng thì đây là một chiếc máy rất tuyệt vời. Giá bán của nó cũng không hề rẻ các bạn nhé. Hiện nay một phiên bản năm 2018 chúng ta bỏ ra mua thì chúng ta phải đầu tư, nếu máy cũ tầm khoảng 35 đến 40 triệu. Còn những bản option cao chúng ta phải đầu tư lên đến 50, 60 triệu đồng. Đây là một giá thành khá là cao. Và một phiên bản mà đẳng cấp không kém đó là phiên bản XPS. Trên tay mình đang có đó là chiếc XPS 9365, một thiết kế X360 kiểu dạng như này. XPS là một dòng máy cao cấp và dành cho business, trang bị cấu hình cũng khá ổn. Hiện nay trên thị trường thì nó sẽ có các dòng 13 inch và dòng 15 inch. Những dòng mới bây giờ thì đều được trang bị vi xử lý thế hệ thứ 8. Ví dụ chiếc XPS 9370 mà hôm mình giới thiệu các bạn nó nổi bật đó là màn hình Infinity tràn viền đầu tiên trên thế giới. Và đây là một cái màn hình đến bây giờ mình phải khẳng định nó là một cái màn hình đẹp nhất mà chưa có những chiếc laptop thông thường có thể đẹp được XPS. Viền màn hình rất mỏng và độ trang bị độ phân giải của nó lên đến 4K. Và những chiếc đời mới này có tính năng đó là WinHero, nhận diện khuôn mặt và bảo mật vân tay khá là ok. Và bàn phím của XPS thì cũng rất là tuyệt vời, màn hình đẹp. Và hiệu năng của những chiếc máy này rất là ok. Thời lượng pin nếu phiên bản mới nó lên đến tận trên 10 giờ, có nghĩa là hơn một ngày chúng ta làm không phải sạc. Và phiên bản cuối cùng giới thiệu cho anh em đây. Đây là thương hiệu HP Spectre, một dòng máy cao cấp của HP, và thương hiệu này cũng đến từ Mỹ giống như chiếc Dell. Và giá bán của một phiên bản 2018 này lên đến 32 triệu đồng, không phải là rẻ một chút nào. Được trang bị vi xử lý thế hệ thứ 8 8550U, RAM 16GB. Và đặc biệt màn hình 13 inch nhưng con này lại trang bị một tấm nền 120Hz cho độ phân giải Full HD. 120Hz thì nó sẽ phù hợp cho các bạn kiểu dạng như là sử dụng những các ứng dụng mà yêu cầu sự chuyển động màn hình cực kỳ chính xác. Các game thủ thì thường hay thích cái màn hình này, nhưng đây là một sản phẩm dành cho doanh nhân. Và chiếc máy này được giới thiệu đó là có một sự bảo mật phần cứng. Có lôm la là để hack được những cái thông tin trên chiếc máy này khá là khó, thì hiểu cho các bạn như vậy. Và nó có bảo mật vân tay, có Thunderbolt. Có Thunderbolt thì ưu điểm của nó đó là chúng ta có thể gắn thêm eGPU để tăng tốc độ xử lý của cặp màn hình. Có nghĩa là chiếc máy này hoàn toàn có thể, nếu mà cắm eGPU vào thì chúng ta hoàn toàn có thể làm đồ họa chuyên nghiệp và chơi những tựa game hot nhất bây giờ hoàn toàn thoải mái. Và Spectre thì nó sẽ có các phiên bản X360 này, và phiên bản màn hình 13 inch và phiên bản màn hình 15 inch. Có giá bán khoảng hơn 30 triệu đồng cho cái cấu hình như này trên thị trường. Còn nếu mà các bạn có những ý kiến mà những chiếc máy gì mà các bạn cảm thấy đẹp hay là cảm thấy thích thì anh em vui lòng comment ở bên dưới. Chúng mình sẽ lấy những cái dữ liệu của khách hàng để tham khảo. Còn với mình thì mình vẫn thích tất cả những cái thương hiệu này, và bản thân mình cũng đã trải nghiệm nó rất là tuyệt vời. Và thiết kế bên ngoài của nó rất là đẹp. Và những phiên bản này thì có hai phiên bản sẽ được trang bị màn hình cảm ứng, ba phiên bản này đều được trang bị màn hình cảm ứng touch, và riêng chỉ có MacBook là chưa có. Những dòng doanh nhân đời mới bây giờ thì thường được trang bị màn hình lên đến 4K và có cảm ứng nhé các bạn nhé. Thời lượng pin thì tất cả những chiếc máy này đều trên 10 giờ. Chính vì thế nó sẽ rất phù hợp với những người thường xuyên di chuyển đi lại nhiều. Chương trình giới thiệu về những phiên bản laptop trong phân khúc business doanh nhân của mình xin đây là khép lại. Có những sản phẩm gì độc lạ tớ sẽ lại giới thiệu các bạn qua những video này. Và bây giờ thân chào các bạn, hẹn gặp lại.